Chương trình là dịp để nhìn lại những nỗ lực của quân đội trong hơn 10 năm qua, đã tham gia tích cực đưa luật phổ biến giáo dục pháp luật vào đời sống và sau hơn 2 năm tích cực thực hiện đề án 1371 về phát huy vai trò của lực lượng quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021-2027. Các nội dung của chương trình đã nêu bật những thành tựu về nỗ lực chuyển đổi số trong công tác pháp chế của Bộ Quốc phòng thông qua việc cho ra đời hệ thống cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật về quân sự quốc phòng. Chương trình mang đến nhiều câu chuyện về các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật ở các địa phương, đơn vị thông qua các phóng sự, nội dung trao đổi với các cán bộ chiến sĩ và người dân cùng với các tiết mục văn nghệ, tiểu phẩm đặc sắc mới lạ. Qua đó đã nói lên hành trình kiên trì, bền bỉ của cán bộ chiến sĩ các đơn vị trong tham gia phổ biến giáo dục và thực thi pháp luật, cùng đồng bào nơi vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn gian khổ để giữ gìn an ninh trật tự xã hội và chung sức bảo vệ chủ quyền biên giới biển đảo của Tổ quốc. Chương trình giao lưu, lan tỏa tinh thần, thượng tôn pháp luật sẽ được truyền hình trực tiếp vào 20 giờ tối mai trên kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam. Chương trình do Vụ Pháp chế Bộ Quốc phòng phối hợp với Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội và các đơn vị liên quan tổ chức.